Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình quay cái video clip giới thiệu với mọi người một cái máy ổn áp Nhật có công suất là 3 kVA. Con máy này thì có điện áp sai số là 1%. Thì mình quay video giới thiệu với mọi người. Cấu tạo bên trong của nó là rất là phức tạp, không như cái ổn áp thông thường của chúng ta, DIY của chúng ta. Con máy của Nhật, con này sản xuất năm 2009. Tìm hiểu thông tin cho máy ổn áp này thì nó khá là ít. Vì nếu mà để mà biết được thì cái loại này thì là nó dùng cho trong thiết bị y tế. Nó đòi hỏi điện áp chính xác, sai số chỉ 1% thôi. Thì là quay video giới thiệu mọi người. Đây là cái bảng mạch chính của nó này. Quá nhiều linh kiện luôn, nó không như cái mạch ổn áp thông thường của chúng ta. Đây là giống như một cái mạch ổn áp mà của Liwa thông thường, nó chỉ có bao như này thôi. Tụ reset phía vào chỉ một nguồn 18V và 30V thôi. Nhưng mà như con máy này thì nó mạch ổn áp riêng này. Đây là mạch, xong qua mạch này bên trong còn có hai cái nguồn, có cả mạch lọc bên trong nữa. Nó đi cấp nguồn vào mạch này cho nó mới lên mạch chính, cho nó mới ra lại sang mạch motor, là mạch điều khiển motor này. Motor điều khiển nhận diện. Cái xe nó điều khiển con motor quay nó qua cái mạch này. Xong mới xuống đây, xuống cái motor này. Nó làm rất là phức tạp luôn. Để mà làm con máy này thì chắc không làm được. Nó phức tạp quá. Bên dưới kia nó cũng có cái củ lọc nguồn luôn, cho nguồn cấp cho mạch của TDK. Còn đấy là 2A. Đây là con nguồn chính này. Con nguồn chính cấp nguồn cho toàn bộ bo mạch. Đây là con nguồn phụ này. Nguồn phụ này cấp nguồn cho cái gì đấy, cũng bo mạch này. Nó chạy riêng hai nguồn. Đây, quay cho mọi người xem cận cảnh. 3 kVA. Điện áp đầu vào là 180V đến 250V. Điện áp đầu ra là 100V. Sai số 1%. Đồng hồ của nó thì là đồng hồ Daiichi của Nhật, như của Liwa đang dùng trên cái ổn áp, hay là ổn áp AVS, hay là biến áp cách ly đời mới nhất bây giờ. Trước mặt có nút chỉnh điện áp VADG S20A. Ổ cắm này là ổ cắm của Nationa. Đồng hồ báo phun và đồng hồ báo A. Matsuri Naga, model là SVC gạch ngang 3KS gạch ngang K. Automatic Phone Style. 3 kg mà nó nặng gần 30 cân mọi người ạ. Nó to đúng bằng cái máy 10 kVA của Liwa luôn. Chiều gạch này là chiều gạch viên gạch 30 thì nó dài gần hết viên gạch bề ngang của nó. 40 gần gạch 40, quên là 30. Sau đó em sẽ thử điện áp cho mọi người xem nhé. Đây thông số đằng sau của nó đấy, nó nặng. Vào 220V cộng trừ sai số 15%. Điện ra 1%, 100V cộng trừ sai số 1% vậy. Công suất 3 kVA, 30A. Con này sản xuất 2009. Số máy này sắp ngày 9 tháng 11 năm 2009. Đát của nó 2009 đó. Con này là tháo vào máy y tế mọi người nhá. Đồ vào dùng cọc đấu. E này nó không phải e trong lõi đâu nhá. E này e quanh vỏ thôi. Kiếm tất đấy. Cái đầu cốt nó sợ chưa mọi người. Đẹp lắm. Dây dở đi bên trong. Ông Nhật cũng làm quá cẩn thận. Nhưng mà về cái độ mà các bạn con này mà hỏng chắc là đau đầu, không sửa được vẽ như Liwa đâu. Liwa cái ổn áp mà dùng cho âm thanh họ chỉ dùng bắt chiếc con này
Rồi em sẽ xong điện áp cho mọi người xem nhé. Đây là em sẽ bật điện cho mọi người xem nhé. Báo 100V. Đây em thử vào cái vô cấp. Bật là cái quạt nó quay luôn. Con quạt nó chạy quanh năm ngày tháng luôn. Bên trong nó hơi bị dỉ cái phần này. Tất cả mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo hết, mạch nước đều sạch sẽ hết. Ở đây đèn này nó sẽ báo điện áp dao động, nó sẽ báo. Một con là báo lên này, một con báo điện áp ổn, báo nguồn ổn định này. Con đèn này nó sẽ báo điện áp quá thấp, nó sẽ báo cho tôi nhìn. Điện áp này là mạch nó đang báo điện áp dưới ngưỡng ổn áp của nó không làm việc được nữa. Lên thì nó lại tắt. Bên ngoài thì con chuột than là nó quét. Điện áp thì nó sai số đúng 1% mọi người. Ở đây em có cái điện này. Đồng hồ đo điện áp đầu vào nhá. Cấp lên đo qua con vô cấp. Và đây là có một con đồng hồ sẽ đo điện áp đầu ra luôn. Chuẩn đến 100V của mình nhá. Đây thì đây để so sánh xem là đồng hồ này nó đang bị lâu không bật, nó bị ẩm màn hình. Điện áp tăng 183V, 187, 195V. Mọi người nhá, em nhích nhẹ một vôn, 2V là cái này nó ổn, luôn luôn ổn định. Đấy. Có thể xoay sánh cái chổi than nhá. Sai số 1% rồi đấy. Quá là nhạy luôn. Dây dẫn lọ của nó mọi người nhìn. Bóp cốt đầu cốt quá, cẩn thận lắm. Con này bán giá 4.800.000 nha, báo giá luôn anh em 4.800.000 nha. Trên cái YouTube em bán 4.800.000. 3 camera. Điện sai số 1%. Con này chạy thì nó là cái motor không chổi than này, không cần dò lo hết than cả. Trước mặt máy mọi người thích chỉnh điện áp, có thể chỉnh bằng trước này được. Và con này có thể lấy ra được điện áp 220 cho mọi người nhá. Điểm 220 này thì là sẽ lấy trên cái vòng này, và lấy 0V là điểm chung rồi. Lấy một trích một dây hàn ra thôi là có được đường 220 mị mãn cho mọi người luôn. Công suất vẫn đạt 3 kVA. Thì cái này nó quấn từ 0V lên đến 250V mà. Chúng ta quay. Đây nó ổn lắm, nghe nó không rõ lắm mọi người. Biết là con này để dùng sau cách ly cho mọi người thì điện áp ra nó quá là chuẩn luôn. Nhật nó làm khá là phức tạp phần mạch này, em nhìn em phát sợ luôn được. Con này mà hỏng hóc thì sửa lại cũng mệt đấy. Quay video giới thiệu mọi người vẫn ổn áp Nhật 3 kVA. Điện áp ra chuẩn.
chỉnh cái đằng trước mặt máy này thì dùng cái tô vít dẹt chỉnh thôi, thì là nó sẽ nhích cái chỗ than này được. Đấy. Nhích nhẹ cái đã quay rồi. Điều chỉnh ở đây được. Máy bán 4.800.000 nhá mọi người nhá. Anh em nào cần thì liên hệ Zalo của em, số điện thoại 0984488558. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.